Bác sĩ cảnh báo 5 món ăn sáng cực độc nuôi sống tế bào ung thư. Cô bác cấm ăn, kẻo có ngày rước đột tử vào người. Vâng, thưa quý vị, cô bác, nếu như là những người thường xuyên quan tâm và theo dõi thông tin về sức khỏe thì chắc chắn là cô bác ở đây đều nhận thức rõ được rằng tầm quan trọng của bữa sáng đối với cơ thể của chúng ta là như thế nào, đúng không ạ? Tuy nhiên, nhận thức là một chuyện, còn có thực hiện được hay không, nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nên vẫn có những người bởi vì bận rộn mà bỏ qua bữa sáng hoặc là ăn qua loa cho xong và tưởng thế là đã quá hại rồi. Nhưng mới đây thì các bác sĩ đã cảnh báo rằng tha nhịn đói chứ cô bác cần phải tuyệt đối cấm ăn 5 món này vào bữa sáng bởi vì nó chính là nguyên nhân nuôi lớn tế bào ung thư và hàng đống bệnh tật khác. Càng ăn thì càng thọ non. Vậy cụ thể, 5 món ăn sáng cực độc đó là gì? Hãy cùng với truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! 5 món ăn sáng cực độc rước ung thư, cấm ăn kẻo có ngày mất mạng. Món ăn cực độc đầu tiên mà cô bác không nên ăn chính là món xôi. Để nói đến một món ăn giúp cô bác tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi buổi sáng chính là mua những gói xôi sẵn ngoài chợ về và chỉ việc ăn thôi. Vừa chắc dạ, no bụng mà lại không mất công bày vẽ nấu nướng có đúng không ạ? Thế nhưng điều đó sẽ không phải là vấn đề khi hầu hết các túi xôi mà cô bác mua về đều được bọc bên ngoài bằng một lớp giấy báo, ni lông hoặc là hộp xốp. Những vật dụng chứa đựng này cực kỳ nguy hại cho sức khỏe mà nhiều người vẫn thường chủ quan. Theo các nghiên cứu, thành phần chính của giấy báo là các tạp chất, hóa chất tổng hợp, cùng với đó là loại mực dùng để in giấy báo cần phải có độ bám dính cao, trong đó nó có thành phần chì rất là nặng. Do chì không có khả năng hòa tan ở trong nước cũng như là việc oxy hóa chúng không thể nào nên việc đưa vào cơ thể người nó sẽ khiến cho các cơ quan như là gan, thận, biểu mô, mỡ bị tích trữ lại và gây độc. Đặc biệt là khi gặp nhiệt độ cao từ sôi nóng thì mức độ nguy hiểm của nó còn cao hơn gấp nhiều lần hơn nữa. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoan, Viện Hóa học Công nghiệp cho biết, chất chì trong giấy báo dùng để bọc xôi gói thực phẩm có khả năng sẽ gây suy giảm trí nhớ, u tai, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, thiếu máu, rối loạn ý thức, đau đầu, co giật, chậm phát triển chiều cao, viêm gan và ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Chính vì vậy mà cô bác tuyệt đối không nên mua xôi ở những nơi xôi được gói bằng giấy báo hoặc là ni lông hay các loại lá bẩn. Nếu mà vẫn muốn ăn xôi buổi sáng thì chúng ta hãy chủ động mang hộp đựng từ nhà mình đi mới đảm bảo an toàn cho sức khỏe cô bác nhé. Thứ hai, buổi sáng chúng ta không nên ăn bún phở. Nói đến bữa sáng nhanh gọn mà đầy đủ chất dinh dưỡng, có lẽ bún phở chính là một món ăn sáng đáp ứng đủ những tiêu chí trên có phải không nào? Nhất là vào thời tiết se lạnh như hiện nay thì bát bún phở hay là phở bò, phở gà nóng hổi là chân ái của cuộc đời rồi. Và cũng không khó để bắt gặp hình ảnh mỗi quán phở bò luôn chật cứng người đến ăn và phục vụ không kịp cũng bởi hương vị thơm ngon đậm đà mà phở mang lại. Nên từ người già cho đến những người trẻ nhỏ, ai ai cũng đều thích ăn. Thế nhưng liệu ăn miếng bún phở vào miệng cô bác có bao giờ nghĩ chúng có hại gì cho sức khỏe của chúng ta hay là không? Hay là cứ ăn là ăn thôi? Chưa kể là để làm ra được bát bún phở đó, người ta không biết được quá trình người nấu họ chế biến như thế nào cho những gì vào bát bún và có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Còn có một số người thì lại thích ăn bò tái sống vì ăn như vậy thì nó mới mềm và ngọt thịt thì đúng là chẳng khác nào đang rước cả ổ giun sán vào người, tự mình tìm đến cái chết nhanh hơn. Cho nên việc ăn bún phở vào buổi sáng cô bác nên hạn chế tối đa vì chúng sẽ gây hại cho sức khỏe và tốt nhất là chúng ta hãy nên tránh xa ra. Món ăn tiếp theo tuyệt đối không nên ăn vào buổi sáng đó chính là mì tôm hay còn gọi là mì ăn liền. Nhắc đến mì ăn liền, hẳn đây là một món ăn quá tiện lợi và phổ biến, cứu cánh cho một bữa sáng nhanh gọn, chỉ với 3 phút là đã có một bát mì úp nóng hổi thơm ngon rồi. Nhiều cô bác cho rằng nấu một gói mì thêm một quả trứng gà là chúng ta sẽ có một bữa sáng đủ dinh dưỡng hoặc thậm chí là chỉ ăn mì không. Tuy nhiên, mì gói là thực phẩm không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ và người lớn tuổi. Vì theo các chuyên gia, trong mì có chứa nhiều muối và các chất phụ gia không hề có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ và hệ dạ dày của người già. Nó còn chứa rất nhiều những chất béo không có lợi cho sức khỏe, có thể làm tăng nguy cơ béo phì. Đặc biệt là trong mì tôm còn có chứa chất độc hại có khả năng gây ung thư nếu ăn với một lượng lớn.
Hơn nữa, mì ăn liền còn không hề có chất dinh dưỡng gì cho cơ thể của chúng ta, nên chúng cũng như không. Vì thế, cô bác nên hạn chế tối đa việc ăn mì tôm vào mỗi buổi sáng. Nếu chẳng may mà có nhỡ bữa thì có thể ăn 1-2 gói một tuần thôi thì không sao cả. Nhưng mà chúng ta hãy ăn kèm với rau xanh, trứng, thịt để có thể cân bằng lại dinh dưỡng cho cả một ngày dài nhé. Còn nếu cô bác nào ở đây vẫn giữ lại đồ ăn thừa để qua đêm để ăn vào sáng hôm sau thì hãy bỏ ngay trước khi quá muộn nhé. Nhiều cô bác hiện nay thường tận dụng đồ ăn thừa từ bữa trước để làm bữa sáng cho mình. Họ cho rằng thức ăn được bảo quản trong tủ lạnh thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng và cần phải được hâm nóng là được. Tuy nhiên, đồ ăn thừa để qua đêm thường sẽ sinh ra các vi khuẩn có hại đấy ạ. Nếu thường xuyên ăn kiểu này thì có thể gây ra bệnh về tiêu hóa. Ngay cả người lớn tiêu thụ nhiều thực phẩm để qua đêm cũng không hề có lợi cho sức khỏe. Và cuối cùng, đồ chiên chế biến sẵn và đồ chiên rán là một thực phẩm tế bào ung thư cũng rất là thích. Tôi để ý thấy là có rất nhiều người thường chọn bữa sáng nhanh gọn lẹ bằng những loại đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, lạp sườn hay đồ chiên rán cho bữa sáng của mình. Tuy nhiên, những món chiên rán đều có chứa chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe. Bởi bên cạnh nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch thì chúng còn gây ra ung thư và có nguy cơ tử vong cao, đồng thời rút ngắn tuổi thọ của con người chúng ta. Bên cạnh đó, việc ăn thực phẩm chiên rán vào buổi sáng là một thời điểm cơ quan tiêu hóa sẽ bị tổn thương nhất bởi sau một đêm, dạ dày rơi vào trạng thái trống rỗng. Nếu ăn nhiều món dầu mỡ vào lúc này thì dạ dày của chúng ta sẽ chịu gánh nặng lớn hơn và gặp tình trạng khó tiêu hóa, còn khiến cho cô bác có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp đôi so với những người ít ăn hơn. Còn với thực phẩm chế biến sẵn có trên thị trường như là thịt xúc xích hay là thịt sông khói, thường thêm quá nhiều phốt pho để giữ được màu sắc và hương vị. Và những phốt pho vô cơ này hầu như là được hấp thụ 100% trong đường ruột của con người. Vì vậy, cô bác chúng ta nên hạn chế nhất có thể việc ăn những loại thực phẩm chế biến sẵn và đồ chiên rán vào buổi sáng để tránh gây nguy hại cho sức khỏe. Ngoài những món ăn sáng cực độc hại nói trên, thì bác sĩ còn cảnh báo thêm rằng những thói quen tưởng vô hại nhưng lại mang đến hậu quả khôn lường cho sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ của chúng ta mà đáng tiếc rất là nhiều người cũng đang mắc phải. Thói quen tai hại đầu tiên chính là thức dậy quá nhanh vào buổi sáng. Nếu ngày xưa các cụ thường có những chiếc đồng hồ báo thức là tiếng gà gáy mỗi sáng để biết giờ dậy đi làm, thì ngày nay gần như 100% người dân đều dùng chuông báo thức của những chiếc đồng hồ chạy hay là điện thoại di động gọi chúng ta dậy. Nên điều chính vì điều này mà nhiều người có thói quen bật dậy đột ngột, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Lúc này thì cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Đó là do khi cô bác nằm ngủ cả một đêm, nhịp tim, nhịp thở và quá trình trao đổi chất chậm lại. Nếu mà đột ngột thay đổi tư thế sẽ khiến cho não và tim ở vị trí cao, máu cung cấp không đủ thì sẽ gây ra tình trạng chóng mặt, hồi hộp. Người cao huyết áp và tim không được khỏe thì nên chú ý nhiều hơn. Ngoài ra mà người bị thoát vị ĩa đệm thì cũng không nên ngồi dậy quá nhanh đâu ạ, vì có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn nữa. Vì thế cho nên tốt nhất nếu mà phòng có cửa sổ thì cô bác hãy để cho ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào phòng như một cách để chúng ta đánh thức cơ thể từ từ, hoặc là có thể để chuông báo thức cũng nên chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, vừa phải không quá thúc giục, và đặc biệt là mỗi khi nghe thấy tiếng chuông báo thức đừng vội vàng bật dậy ngay mà hãy từ từ ngồi dậy. Có như thế mới không gây hại cho sức khỏe và tính mạng của bản thân mình, cô bác nhé. Sai lầm tai hại thứ hai là ăn bữa sáng quá nhiều dầu mỡ. Đây cũng là một trong những món ăn sáng cực độc mà chương trình có nói ở phần trên. Tuy nhiên, để cô bác hiểu rõ hơn về tai hại của các món ăn này, thì thức ăn nhiều chất béo, nhiều calo vào bữa sáng sẽ khó tiêu hóa và dễ gây béo phì và các bệnh mãn tính nguy hiểm như mỡ máu, mỡ gan hay là tăng huyết áp cao. Cho nên các chuyên gia khuyến khích chúng ta nên ăn thức ăn nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa như là trái cây tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Có thể chúng ta sẽ bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể, thúc đẩy tiêu hóa thức ăn được dễ dàng, chứ đừng nên ăn đồ dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào đâu nhé. Sai lầm thứ ba vô cùng nguy hại cho cơ thể chính là tập thể dục mạnh. Nếu cô bác ở đây mà có thói quen thường xuyên tập thể dục thì thực sự rất tốt và rất đáng khen. Vì theo các chuyên gia, tập thể dục có tác dụng phục hồi thể lực và năng lượng, thư giãn toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, tập như thế nào cho đúng cách, phù hợp với độ tuổi và tập vào thời điểm nào mới đã nâng cao sức khỏe của bản thân thì không phải ai trong chúng ta cũng biết.
Theo đó, thì các bác sĩ cho biết rằng chúng ta không nên tập thể dục ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng vì cơ thể con người phải mất một thời gian để cân bằng lại khí huyết. Nhất là nếu cô bác bước vào trạng thái vận động mạnh ngay sau khi ngủ dậy sẽ làm tăng huyết áp và dễ gây các tác hại tai biến về tim mạch và mạch máu não. Chính vì thế vào buổi sáng, cô bác vẫn có thể vận động, tuy nhiên thì chỉ nên vận động nhẹ nhàng bằng các bài tập xoay khớp hoặc là massage huyệt đạo tại nhà thôi, vừa đảm bảo sức khỏe trong thời tiết đang lạnh như hiện nay mà vừa khởi động các gân cốt trong cơ thể giúp nâng cao sức khỏe và đánh bay bệnh tật. Và điều cuối cùng cô bác cần phải tránh là chúng ta đừng hút thuốc ạ. Nhắc đến thuốc lá, hẳn ai cũng đều biết chúng vô cùng có hại cho sức khỏe vì có chứa chất gây ung thư phổi rất là lớn. Chẳng những hút vào buổi sáng mà cho dù hút vào bất kỳ thời điểm nào cũng đều vô cùng nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì có một số người có thói quen hút thuốc lá ngay khi họ vừa thức dậy, cơ thể sau giấc ngủ dài ở trạng thái tương đối yếu, thậm chí là có nhiều người còn thích đóng cửa sổ và cửa ra vào ngay khi ngủ. Sau một đêm thì nồng độ carbon dioxide ở trong phòng ngủ cao hơn so với thông thường. Lúc này thì khi hút thuốc lá sẽ hít phải nhiều độc khí, hại gấp nhiều lần, kích thích các mạch máu và đẩy nhanh quá trình lây lan các chất độc hại trong cơ thể, tăng nguy cơ bị ung thư phổi và các bệnh về tim mạch. Nên hút thuốc lá vào buổi sáng là một con đường nhanh nhất dẫn đến cái chết đấy ạ. Vậy cho nên tốt nhất là chúng ta hãy bỏ thuốc lá trước khi quá muộn đấy nhé. Nếu thế, chắc chắn nhiều cô bác sẽ thắc mắc rằng, vậy nếu muốn sống lâu hơn, chúng ta cần phải làm gì ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng? Và dưới đây là giải đáp từ các chuyên gia. Để có một sức khỏe tốt và một tuổi thọ dài lâu, việc đầu tiên cô bác cần phải làm là hãy nằm trên giường khoảng 5 phút trước khi thức dậy. Đúng là những người sau khi đã tỉnh giấc không thích nằm lại trên giường là người có kỷ luật cao. Tuy nhiên, theo quan điểm của sức khỏe, thức dậy vào buổi sáng tốt hơn là nên lười biếng một chút. Chúng ta nên cho cơ thể của mình thời gian để thích nghi. Sau đó thì chúng ta sẽ từ từ ngồi dậy, thay quần áo và ra khỏi giường để giảm bớt gánh nặng cho mạch máu và tim. Chính vì thế, không nhanh không chậm gì có 5 phút đâu cô bác ạ. Hãy để cơ thể của mình từ từ thích nghi với môi trường buổi sáng, có như vậy thì chúng ta mới tránh những căn bệnh nguy hiểm tìm đến. Điều thứ hai mà ai cũng nên làm mỗi sáng là uống một cốc nước sau khi thức dậy. Theo các chuyên gia, sau một đêm trao đổi chất, cơ thể chúng ta sẽ đào thải rất nhiều nước qua da, hô hấp và các kênh khác. Máu thì cũng ở trạng thái đặc hơn, lúc này thì uống một cốc nước rất là quan trọng đối với sức khỏe của bạn lúc này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cô bác không nên uống nước muối hoặc là sữa chua. Những thứ này thì không hề tốt cho sức khỏe mà sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày. Lựa chọn tốt nhất đó là một cốc nước lọc ấm vì có thể giúp chúng ta làm loãng nhớt ở trong máu tốt hơn, từ đó ngăn ngừa bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, nước ấm còn giúp lọc sạch và thải các độc chất làm loãng dịch vị dạ dày. Cho nên những người có bệnh liên quan đến dạ dày cần làm điều này mỗi ngày, bệnh sẽ chuyển biến rõ rệt đấy ạ. Điều thứ ba đó là hãy nhớ ăn sáng đầy đủ. Như đã nói từ đầu chương trình rồi, bữa sáng là một bữa quan trọng nhất trong ngày. Nếu mà cô bác nhận thức được điều này thì hãy tuân thủ và làm theo. Và một bữa sáng đầy đủ có nghĩa là chúng ta nên có một suất ăn đủ chất dinh dưỡng, nên ăn rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, trứng và sữa vào buổi sáng ạ. Nếu mà cần thiết thì cũng có thể chúng ta sẽ ăn một lượng thịt phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng, vừa cung cấp năng lượng cho công việc và sức khỏe, chứ đừng ăn 5 loại thực phẩm cực độc nói trên đây mà gây hại đến tính mạng của mình rồi cả những người thân yêu trong gia đình mình đấy nhé. Thứ tư là chúng ta hãy tập cho mình thói quen đi đại tiện vào buổi sáng. Nếu nói đến tập thói quen đi đại tiện vào buổi sáng, có lẽ nhiều cô bác sẽ phản đối vì cơ thể chúng ta bài tiết lúc nào thì mới đi lúc đấy, chứ điều chỉnh làm sao được. Tuy nhiên, không phải là không có cách đâu cô bác ạ. Các chuyên gia đã chỉ rõ việc này ai cũng có thể tự điều chỉnh được. Như đã nói ở trên, cơ thể chúng ta đã trải qua cả một đêm trao đổi chất. Lúc này thì cơ thể có nhiều chất thải nên đi đại tiện vào buổi sáng là cách tốt nhất để chúng ta thải chúng ra ngoài. Điều này thì cũng có lợi cho sức khỏe của đường ruột chúng ta hơn. Tuy nhiên, cô bác cũng cần phải chú ý đó là khi đại tiện vào buổi sáng thì không nên dùng sức quá mạnh đâu. Điều này thì sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan nội tạng và các mô, nên nhẹ nhàng từ từ mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình nhé. Thứ năm đó là chúng ta cần phải tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng. Khi cô bác trải qua một đêm nằm trên giường, lúc này cơ bắp rất cần hoạt động để giúp lưu thông máu tốt hơn. Do đó, sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô bác hãy di chuyển nhẹ nhàng và vận động tay chân để thúc đẩy lượng máu cung cấp cho các chi và thúc đẩy tuần hoàn máu ngoại vi.
hoặc là cũng có thể chúng ta lựa chọn phương pháp ngồi thiền. Đừng đánh giá thấp vai trò của việc này. Nó có thể giúp cho cô bác giảm bớt đau và bớt căng thẳng một cách hiệu quả và cải thiện thiếu sự tập trung. Ngoài vận động thì chúng ta hãy tập thói quen tự massage da đầu và mặt vào buổi sáng, cũng có thể giúp cơ thể thúc đẩy lưu thông máu. Đầu tiên thì hãy bắt đầu xoa bóp nhẹ từ cổ lên đến mặt, sau đó là trên đỉnh đầu. Thói quen này thì sẽ giúp duy trì, trì hoãn sự khởi đầu của lão hóa trong cơ thể của cô bác nhé. Vậy là xem đến đây, cô bác đã biết được những món ăn sáng nào cực độc và cả những thói quen buổi sáng không tốt để mà tránh xa. Đồng thời thì những thói quen nên làm để nâng cao sức khỏe cho bản thân mình rồi. Tuy nhiên, có bao giờ cô bác thắc mắc rằng tại sao cuộc sống của mình lại gặp nhiều gian truân đến thế? Đức Phật đã giảng dạy như sau. Những người mà có phúc đức là những người có hai điều sau đây. Thứ nhất là người tin vào nhân quả. Phật Bồ Tát thì luôn đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ngài sẽ không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lại Ngài, đồng thời thì Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật. Trên thực tế thì Đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả, con người trồng nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên thì đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai cả. Buồn vui, sướng khổ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tự chung, dường như ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhân đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là duyên, điều kiện để tạo ra kết quả. Từ đó thì chúng ta sẽ cải thiện số mệnh của bản thân. Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều làm điều xấu, nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ bị đứt. Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hy sinh hướng về những điều tốt đẹp, giúp cho đời người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình. Thứ hai là người thọ giới và bố thí. Những người tu đạo biết thọ giới và bố thí cúng dường, đương nhiên cũng là một trong ba kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất. Đó là những người hiểu và làm theo lời san dạy hướng thiện, người có thể cắt bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái quả tốt. Dù chúng ta ở đâu, chỉ cần giữ được giới thì sẽ ngày càng gần Phật. Ngày mà tu theo Phật mà không theo lời dạy thì không thể chứng ngộ quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Còn bố thí thì đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới xung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương đến hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện đúng theo lời san dạy như chư Phật Bồ Tát, đương nhiên sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Video ngày hôm nay đến đây cũng xin được phép tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở những video tiếp theo.